Hanoi's tourism industry is suffering losses from the COVID-19 pandemic. To revive the industry, the city authority launched the program to support the Vietnamese People Travel in Vietnam National Campaign with the aim of luring a total of 11 million domestic arrivals for the whole 2020. After the social distancing order ended in late April, the tourism department called on destinations, accommodation establishments, and travel services to commit themselves to offering discounts in an effort to stimulate domestic travel. Về triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố Hà Nội, phổ biến để các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tham gia những cái sản phẩm, những cái chương trình kích cầu và các cái cơ sở lưu trú cũng là một trong những cái đối tượng tham gia cái hoạt động những cái chương trình kích cầu đó, tập trung vào các cái gói sản phẩm về lưu trú, về dịch vụ ăn uống, rồi các cái chương trình về hội nghị hội thảo. To stimulate domestic travelers, Hanoi's tour operators introduce evening tours such as decoding the imperial citadel of Thăng Long, jointly conducted by Hanoi Tourists and the Thăng Long Hanoi Heritage Conservation Center. Sacred Night, Glorious Vietnamese Spirit, co-held by the tour operator and the Hoa Lao Prison Relics Management Board. The evening tours gave visitors the chances to learn more about the bravery and fighting spirit of the Vietnamese people in the case of Hoa Lao Prison, as well as about the history and architecture of the World Heritage Site, Thăng Long Imperial Citadel in Hanoi. Biết là Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thì chúng tôi đã tập trung thời gian vừa qua đã tập trung nghiên cứu ra một số các sản phẩm mới. Sau khi nghiên cứu thì nhận thấy rằng thành phố Hà Nội là cái chúng ta phân tích để đưa ra những cái điểm gì mà cần phải bổ sung. Đấy là những cái thời gian níu kéo khách du lịch ở lại lâu hơn bằng cách là chúng tôi khai thác những cái điểm du lịch cũ nhưng làm mới nó bằng cái việc mà xây dựng nó mang lại cái hình ảnh mới, đấy là những cái tour tham quan về đêm. In addition to the opening two new tours, so far, the Hanoi tourism industry has built a number of experienced tours and travel services for tourists, such as Hanoi City Tour, exploring the capital on double-decker bus, or trips to Ba Vi National Park. Along with the launch of reasonable tours and routes, the city's accommodation establishments also provide discounts, promoting communication and advertising activities, as well as adjusting their approach to customers. Thực ra là cái đợt dịch thứ hai này so với đợt dịch đầu tiên ấy, thì bọn em cũng có sự chuẩn bị nên mọi thứ nó cũng đỡ bị áp lực hơn. Ví dụ như là ngay từ đợt đầu ấy, thì vấn đề con người nhân sự đã được cắt giảm và các cái dịch vụ ấy thì đã được tối ưu hóa để đảm bảo cho chi phí hợp lý hơn. Còn bọn em cũng định hướng khách hàng. Bây giờ thì là thời điểm này thì cái mùa dịch ấy, thì là khách hàng đi du lịch ấy, thì là giảm hơn rõ rệt so với đợt trước. Nên bọn em sẽ hướng tới các khách hàng đi làm việc. Các đối tượng khách hàng này thì sẽ ở dài hạn hơn và cũng ổn định hơn. So far, 85 travel and transportation companies, 21 hotels and shopping centers, and 10 tourist sites have joined the Stimulus Alliance program, offering a total of 346 routes that link the city with provinces and cities across the country. Companies that signed up for the program have cut their travel and service prices by 20 to 50% compared to the price before the pandemic.